dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, nhận cả ngàn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày từ tất cả các chuyên khoa, luôn chạy đua với thời gian để đưa ra kết quả chuẩn xác nhất. Họ là những kỹ thuật viên xét nghiệm, những bác sĩ chuyên khoa hóa sinh. Công việc luôn gấp gáp, nhưng phòng làm việc chỉ có tiếng máy chạy. Các bác sĩ chỉ trao đổi với nhau khi có những kết quả bất thường cần phải hội chẩn. Còn lại, tất cả luôn cần sự tập trung cao độ. Một ngày chúng tôi nhận khoảng hơn 1.000 mẫu, nó không có thuốc cho sự hồi hận, nên là đòi hỏi cái độ chính xác cho từng người bệnh gần như là tuyệt đối. Mỗi căn bệnh thường có khoảng thời gian vàng trong phát hiện và điều trị, do đó không chỉ áp dụng những kỹ thuật sẵn có, thực hiện các nghiên cứu để tìm ra phương pháp phát hiện bệnh nhanh hơn, chính xác hơn luôn là trăn trở của các bác sĩ tại đây. Ghi nhận cho những nỗ lực đó, mới đây đơn vị này đã nhận giải thưởng xuất sắc trong hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế với công trình nghiên cứu giúp rút ngắn thời gian phát hiện lao ngoài phổi chỉ trong 1 đến 2 giờ đồng hồ. Khả năng phát hiện có thể tới 98%. Như thấy bác sĩ người ta cũng có thể có cái điều trị sớm để hạn chế được các cái nguyên nhân tử vong. Cũng rất là khó khăn, có khi đi mất từ sáng đến chiều cũng không có một mẫu nào cả. Các bạn trẻ thì được cái là đã chấp nhận vào trong ngành y thì đều có một cái tâm huyết. Thì chúng tôi là 24/7, có khi lúc mà cần gọi thì đều phải đi luôn. Nếu sợ vất vả thì đã không vào ngành y. Bởi vậy đối với họ, đôi khi khó khăn nhất lại là trả lời sau cho những câu hỏi của con nhỏ. Mỗi lần mà mình đi trực là bà lại hỏi là hôm nay mẹ lại đi trực à? Thế bao giờ mẹ về với con? Đấy, ông chồng thì nói hay nói đùa là mẹ mày sinh ra để trong nghiên cứu. Vẫn biết là nó vất vả thôi, nhưng mà giống như là mình ăn cơm uống nước rồi thì nó thành thói quen. Thì ngành y là cái ngành khoa học thực hành, tức là dựa trên bằng chứng. Cái việc học và nghiên cứu nó sẽ là cái con đường để mình phải đi suốt cái thời gian mà mình công tác trong cái ngành y. Hôm nay sốt hả cô? Ôi, khóc, mẹ thương rồi. À, mẹ chào rồi nha. Một góc hành lang vắng, một vài phút nghỉ trưa ngắn ngủi dành cho gia đình. Với những bác sĩ dành phần lớn quỹ thời gian trong phòng lab, đây có lẽ là một vài phút thật đáng quý, vì khi họ trở về nhà, có thể những em bé của mình đã đi vào giấc ngủ. Lựa chọn công việc và theo đuổi đến cùng, vì đích đến không phải là những giải thưởng, mà đích đến cuối cùng của họ là sức khỏe của những người bệnh. Tiếp tục những câu chuyện về ngày hôm nay, ngày thầy thuốc Việt Nam. Việc thực tế sau đây muốn giới thiệu đến quý vị câu chuyện về hai vợ chồng y bác sĩ, đó là bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 năm qua thì vợ chồng anh chị đã cùng nhau làm công tác thiện nguyện tại các bệnh viện, thăm khám miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau xây dựng một công trình đặc biệt. Trên nền đất rộng khoảng 300m² tại thành phố Hồ Chí Minh, một ngôi nhà mới được xây dựng, có sân vườn thoáng đãng, có bể cá cảnh. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 10 tỷ đồng. Đây là công trình, là ước mơ sau nhiều năm làm việc gom góp của vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huy. Thế nhưng họ không dành cho bản thân mình. Tận mắt nhìn thấy những bệnh nhân từ các bệnh xa về mà phải nằm ở cái hành lang của bệnh viện á, nhiều khi trời nắng mưa gió thì mình cảm thấy nó cũng rất là xót. Thì mình nghĩ là người ta cũng như bản thân mình hoặc là như người thân mình vậy, mình phải làm một cái gì đó để mình giúp cho mọi người. Nhà lưu trú không đồng dành cho bệnh nhân nghèo được đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2022. Bên cạnh khu phòng nghỉ, nhà bếp, khu sinh hoạt chung đầy đủ tiện nghi, thì khoảng sân và khu vườn sau thoáng mát là không gian hai vợ chồng bác sĩ đặt rất nhiều tâm huyết. Thông thường bệnh nhân lo toan về căn bệnh của mình thì họ sẽ có những suy nghĩ không có lạc quan, cho nên họ vẫn còn một cái khoảng không để lắng lại. Hai vợ chồng bác sĩ Nga với lương y Đỗ Huy luôn luôn là trao đổi với bệnh nhân giống như là người trong gia đình, để bệnh nhân có những cái tinh thần lạc quan mà để vượt qua cái căn bệnh của mình. Có những người bệnh như người thân của mình, bởi vậy không chỉ là nơi ở miễn phí, vợ chồng bác sĩ còn mong muốn san sẻ nhiều gánh nặng hơn thế cho bệnh nhân. Tủ lạnh trên, tủ lạnh dưới, rồi bếp điện, bếp ga, điện nước không có mất đồng nào. Trong tủ lạnh thì đầy thịt, thực phẩm, rau cỏ thì ra ngoài vườn. Tức là cho ở không đồng.
cho ăn không đồng và chữa bệnh cũng không đồng luôn. Tôi rất cảm phục. Thực tế thì chúng tôi thấy tấm lòng của hai bác sĩ thì thật đúng là tuyệt vời. Người ta đúng hết lòng với bệnh nhân, thấy tinh thần mình nó thoải mái lên. Mình tin vào bác sĩ để chữa cho ngày khỏi. Khi mình tích góp, mình cho mình một cuộc sống vui. Nhưng mà với mọi người bước ra mình thấy mọi người đau khổ thì mình sẽ cảm thấy mình không có vui. Mình muốn rằng á, mình có một nụ cười thì người khác cũng có một nụ cười. Vâng, những y bác sĩ của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh mà còn là người thân, người bạn đồng hành, mang lại sự đồng cảm, xoa dịu tâm lý cho mỗi người bệnh. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam thì một lần nữa xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các y bác sĩ đang công tác trên mọi miền tổ quốc ta.